Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em. Hotline 0969 920 888 hoặc là 082 55 33 666. Thì hiện tại bên em đang bán và cung cấp rất nhiều mặt hàng đi đầu với công nghệ 4.0 như là camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy ghi âm ghi hình siêu nhỏ, thiết bị dò sóng và kích sóng. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì chỉ cần gọi điện tới số hotline của bên em hoặc là nhắn tin qua Zalo thì bên em sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ anh chị 24/24. Thì hôm nay trong video clip này em muốn giới thiệu đến anh chị một mẫu sản phẩm camera mini siêu nhỏ sử dụng SIM 4G. Với cái mẫu sản phẩm này thì anh chị hoàn toàn có thể lắp SIM 4G vào để quay ở những nơi không có nguồn điện, không có wifi là mình vẫn dùng được bình thường anh chị nhé. Mã sản phẩm có tên là camera S15. Thì khi anh chị mua cái bộ sản phẩm này về thì bên sẽ tặng kèm theo anh chị một chiếc thẻ nhớ 256GB. Thì với chiếc thẻ nhớ này thì anh chị hoàn toàn có thể lưu giữ được video, dữ liệu liên tục trong vòng 30 ngày và sẽ có chức năng là ghi đầy cũng như là ghi đè. Tức là sau khi đầy thẻ nhớ, bước sang ngày 31 thì nó sẽ tự động xóa ngày mùng 1, bước sang ngày 32 thì nó sẽ tự động xóa ngày mùng 2 để anh chị là luôn luôn lưu giữ được video trong vòng 30 ngày gần đây nhất, thì không phải để anh chị đợi lâu nữa. Em sẽ cùng anh chị là đi đến khám phá tất cả các chức năng cũng như là các tính năng cách sử dụng của bộ sản phẩm camera S15 này anh chị nhé. Thì khi anh chị mua về thì bên sẽ có là đầy đủ tem thẻ bảo hành, giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là thẻ nhớ lại cho mình đây. Đấy, trước đây chính là chiếc là camera S15 đang được bọc trong hộp như này anh chị nhé. Hộp rất chi là cứng, giúp là mình trong quá trình vận chuyển là anh chị yên tâm không là lo bị va đập gì đâu anh chị nhé. Đây, chị mở ra cho em này. Đấy, khi mở ra ở đây anh chị sẽ thấy có cả xốp hơi ở người ta bọc ở trên đỉnh này anh chị nhé. Tiếp đến ở đây là các phụ kiện đi kèm, sẽ bao gồm có dây cáp sạc này, cáp sạc Type C đây, đây là loại cáp sạc rất chi là phổ biến rồi. Nếu anh chị nào đang sử dụng điện thoại Samsung ấy, thì mình lấy luôn cái sạc có anh chị sạc cho sản phẩm đều là ok. Tiếp đến ở đây là sẽ có chân đế này. Đấy, chân đế ở đây là anh chị là có thể là xoáy vào cái camera, sau đó anh chị có thể là ghim lên tường hoặc là ghim lên thân cây thì đều là ok này. Tiếp đến ở đây là có ốc vít này, giấy hướng dẫn sử dụng này. Đấy, và cuối cùng đây chính là chiếc camera SIM 4G của chúng ta này. Đấy, ở đây người ta sẽ cho mình thêm một cái que chọc đây anh chị nhé. Thì anh chị có thể thấy này, với kích thước như thế này ấy, thì anh chị là hoàn toàn có thể là quay liên tục trong vòng là 15 ngày anh chị nhé. Đây là dung lượng pin sử dụng liên tục. Ở đây thì là anh chị là hoàn toàn là có thể là xem được ban đêm. Đây chính là hồng ngoại đen này, tức là khi anh chị quay ban đêm ấy, thì nó sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh hay ánh sáng gì hết anh chị nhé. Ở đây chính là loa này, loa này giúp là mình có thể là thu âm về để nghe cực kỳ là to rõ anh chị nhá. Đấy, đây là cái dòng sử dụng SIM 4G. Vậy nên là khi mình sử dụng ấy là mình cần có một chiếc SIM anh chị nhá. Đây, anh chị sẽ mở cho em cái gioăng cao su ở dưới này ra này. Đấy, khi mở ra anh chị sẽ thấy là ở đây sẽ có là khe cắm thẻ nhớ này. Đây chính là khe cắm thẻ nhớ anh chị nhá. USB ở đây chính là chân cắm sạc này. Ở đây người ta ghi luôn chữ SIM. Đây chính là chỗ SIM này. Ở đây là em có lắp sẵn một cái SIM này. Đấy. Đây. Mình mua một cái SIM 4G nhé, tức là mạng nào cũng được, miễn sao là có mạng 4G tốc độ cao, lắp vào đây cho em. Ở đây mình sẽ là lấy cái nấc nhỏ nhất mình lắp vào nha. Đấy, lắp vào này. Đấy, ở đây là sẽ có cái nút reset này. Đấy, ở đây là có tự on off này, tức là gạt sang on thì sẽ là mở máy nhá, gạt sang off thì sẽ tắt máy. Thì là khi anh chị mới mua về ấy, thì là anh chị là đầu tiên ấy, là anh chị là gạt công tắc sang on cho em này, sau đó mình reset lại một lần nhé cho nó chắc chắn. Đấy, chị dí vào nút reset này. Đấy, nó kêu như thế là camera vừa reset xong anh chị nhé. Ở đây là đèn báo của camera, như này là báo hiệu biết là camera đã đi vào hoạt động anh chị nhé. Sau đó anh chị lại lắp cái gioăng cao su vào cho em này. Đấy, với cái thiết kế như này ấy, anh chị có thể thấy này, gần như là không có lỗ hổng ở đây. Vậy nên là mình hoàn toàn có thể là để trời mưa, để trời nắng thì hoàn toàn là ok nhá, rất phù hợp cho những anh chị nào bây giờ muốn lắp đặt ở ví dụ nhà nương rẫy này hay là ao hồ sông ngoài. Đấy, để là đề phòng trộm cắp một cách bí mật mà không ai biết được anh chị nhá. Đấy, thì là sau khi anh chị là lắp SIM mở nguồn lên thì anh chị sẽ lấy điện thoại smartphone ra cho em này. Ở đây thì nó không yêu cầu điện thoại đời cao nhá, miễn sao tải được phần mềm này là được. Thì anh chị sẽ tải cho phần mềm có tên là Tuya Smart. Nếu mà anh chị nào dùng iPhone ấy, thì vào là App Store. Còn anh chị nào mà sử dụng điện thoại Samsung ấy, thì vào cửa hàng CS Play anh chị tải về cho em. Đấy, anh chị tải cho em Tuya Smart về này. Sau đó là anh chị ấn vào Tuya Smart cho em này. Ở đây là khi lần đầu tiên đăng nhập ấy, là sẽ là ở đây là sẽ là đăng nhập bằng tài khoản hiện có này hoặc ấn đăng ký. Nếu anh chị nào mà chưa có tài khoản thì ấn vào đăng ký, thì cái này đăng ký đơn giản thôi. Mình chỉ việc là nhập cái tài khoản Gmail của mình vào, sau đó nó gửi mã về mình xác nhận là ok, như em đã có tài khoản rồi. Thì em lược giảm cái bước đấy nhá.
thì em sẽ là ở đây là mình sẽ chọn Việt Nam này. Ở đây là sẽ là tài khoản của mình, là tài khoản Gmail này. Mật khẩu ơi. Sau đó tôi đã đồng ý và chấp thuận này. Ấn đăng nhập này. Đấy. Như này là mình đã đăng nhập vào phần mềm anh chị nhé. Khi vào đây thì nó sẽ hiện là không có thiết bị, vui lòng thêm thì anh chị ấn vào chữ thêm thiết bị cho em. Ở đây ấy, thì mình sẽ ấn luôn là chỗ quét QR đây. Đấy, mình quét mã vào cho em nhé. Đấy, đăng thêm thiết bị này. Cái này thì mình đợi một lúc là được thôi anh chị nhé. Rất chi là đơn giản. Đấy. Đấy, như này là xong anh chị nhé. Sau đó anh chị ấn hoàn tất cho em này. Ở đây anh chị muốn sửa tên thì anh chị có thể sửa đây. Không anh chị ấn hoàn tất này. Đấy, như này là vào mình xem thôi. Đấy, rất chi là đơn giản và dễ dàng đúng không chị? Đây. Đây. Anh chị có thể thấy này. Hình ảnh ở đây thì căng đét đèn đẹp luôn anh chị nhá. Ở đây sẽ hiện phần trăm pin. Ở đây chất lượng hình ảnh thì anh chị nào có thể là để HD. Đấy, HD sẽ là chất lượng hình ảnh cao nhất anh chị nhá. Anh chị có thể thấy đây. Rất chi là sắc nét luôn anh chị nhá. Ở đây anh chị nếu mà muốn xem toàn màn hình anh chị ấn vào đây cho em này. Đây nó sẽ toàn màn hình này. Anh chị có thể thấy đây. Ngoài ra nếu mà anh chị muốn chụp ảnh, anh chị ấn vào đây là để chụp ảnh này. Muốn ghi âm thì anh chị ấn vào đây để ghi âm này. Còn anh chị là muốn nghe âm thanh thì anh chị ấn vào chỗ cái biểu tượng cái loa đây anh chị nhé. Anh chị ấn vào đây này. Đấy. Alo. Alo. 1 2 3 4. Đấy, ở gần thế nên nó sẽ là hơi bị sung âm một chút anh chị nhá. Đấy, về cơ bản ấy thì nó sử dụng thì rất chi là đơn giản thôi. Đấy, nó chỉ là lắp SIM 4G vào. Quét mã QR là vào đăng nhập thôi. Ngoài ra thì bộ sản phẩm này có rất nhiều chức năng phụ. Ví dụ anh chị ấn vào đây cho em này. Đây chính là cái phần cài đặt này. Đấy, ở đây playback ở đây là gì? Playback ở đây chính là xem lại anh chị nhá, tức là khi anh chị lắp thẻ nhớ vào, đúng không? Bình thường khi anh chị xem này là xem trực tiếp, còn ví dụ như là hôm nay mình không vào xem được. Đấy, ngày mai mình muốn xem lại thì mình ấn vào playback này là mình có thể xem lại là cái thời gian của ngày hôm qua anh chị nhá. Ở đây thì sẽ là những cái phần mà anh chị là chụp ảnh hay là quay video thì sẽ lưu ở đây. Đấy, ở đây là cái phần là màu sắc này. Đấy là anh chị có thể là để màu sắc là nhạt này hoặc để màu sắc là cao thì đều là ok anh chị nhé. Ở đây là chế độ là tự động ban đêm, tức là ở đây sẽ có auto này. Auto là trong điều kiện mà camera khi nó quay nó thấy thiếu ánh sáng nó sẽ tự động chuyển sang là chế độ là hồng ngoại cho mình xem. Đấy, và ở đây là hồng ngoại sẽ là màu đen và màu trắng anh chị nhé. Còn nếu mà anh chị là không muốn chuyển sang hồng ngoại thì anh chị để off thì là nó sẽ là tắt, và để on thì nó sẽ là luôn luôn mở anh chị nhé. Đấy, ngoài ra thì ở đây là anh chị là có thể thấy này. Đấy, cái hình mà kiểu như tia sét này này. Đấy, ở đây anh chị là có thể là tăng cái tốc độ đường truyền lên nhé, 50Hz hoặc là 60Hz thì đều là ok anh chị nhá. Đấy, nói chung là về cái bộ sản phẩm này ấy, cơ bản nó sử dụng nó cực kỳ đơn giản thôi. Nói chung là nó phù hợp lắp đặt ở những nơi này không có wifi. Đấy, được cái là cái mẫu sản phẩm này là dung lượng pin thì cực kỳ là dài, mình có thể sử dụng liên tục trong vòng 15 ngày hết pin mình mới phải sạc lại cho nó, hoặc là anh chị là muốn sử dụng lâu thì anh chị là có thể sử dụng để sạc 24/24. Đấy, hồng ngoại đen giúp mình có thể là quay trong điều kiện không có ánh sáng mình vẫn có thể là xem được bình thường, đặt ở ngoài mưa ngoài nắng ok, và có cảnh báo chuyển động cho mình anh chị nhá. Đấy, thì là vừa rồi em đã giới thiệu đến anh chị là cái mẫu sản phẩm là camera sử dụng SIM 4G, mã sản phẩm tên là S15. Thì anh chị nào bây giờ là muốn lắp đặt camera ở những nơi không nguồn điện, không wifi mà không muốn người ta phát hiện, sử dụng pin dài ngày thì hoàn toàn có thể tham khảo các mẫu sản phẩm này của bên em anh chị nhé. Xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào những clip tiếp theo. Chúc anh chị một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.